tất cả mọi người nha. Nó lên lớp này, nên mình sẽ tiếp tục chế cho mình. Nó mới chế mọi lúc phục hồi lại. Đó mình có đặt một bình hơi và bình ga luôn. Nhưng mà mình thấy cái nhà đường ống hơi ra nó bị xì sọc rồi nhiều quá. Cái nhà nạp vô cái tự trong vòng có ngày hay nửa ngày nó hết hơi. Nên năm nay mình làm lại mọi người. Mình bỏ thêm một mớ cục luôn thêm cái đầu ngã năm chi phí cho mình. Để mình làm cho nó chất lượng chắc chắn mọi người. Mình tay mình gắn lên trước hai cái xe lên hơi và cái đầu nối của mình mọi người. Và mình cũng tháo trong bình ra được một món vậy. Mới đắt cái đầu nối mình còn thao mình. Đây, đó còn thao. Cái này mua thì mình thiếu, khi mình lắp này vô là thiếu một mối đòn nữa. Mình thích bích. Cái này mua riêng mình, cái này là van an toàn của mình. Đây, van an toàn của mình. Và mình thường, mọi người thấy là sử dụng bằng cái máy ném. Hoặc cái gì đó, là máy hơi thì ném cho nó nhanh của mình. Mình thì không cần phải nhanh. Vừa đủ mà nó giữ hơi lâu được mình. Nên mình ít có sử dụng, hoặc là lâu lâu cũng mới sử dụng lần. Nên mình sẽ phục hồi lại là mình chuẩn bị sơn lên chiếc xe lạc mọi người. Sử dụng là một cái lốc tủ lạnh mọi người. Lốc lạnh lốc. Mình tính là thêm một mua, tính là sắm thêm một cái lốc hả. Hoặc mình sẽ bán lốc này mình sẽ mua cái máy nén luôn, cái đầu nén luôn. Thì nó sẽ coi là tiết kiệm mà mình sẽ chơi. Thì mình trước đây mình sẽ có cái máy này thôi. Mình sẽ chơi cái máy trước, xài thời gian. Bây giờ mình sẽ tiến hành nào mọi người. Để không đợi mình sẽ sử dụng cái rồi sử dụng kêu non. Mình sẽ chơi chất lượng thôi, mình sẽ sử dụng cái kêu này là tạo ron của bên xe máy mọi người. Mình sẽ thử nó có kính không. Tại thấy nó tạo ron của xe máy thì nó kính hơn. Mình sẽ cho lớp keo bên đây. Rồi xong mình sẽ quấn keo non lên cái nữa. Sẽ cho lớp keo bên keo non nó bị dán lại luôn. Đi qua hai ba lớp keo cho nó kính kính coi hả. Đó luôn. Cái này
hai đầu nhé, cung cấp nhiều hơn thôi. Chưa hết nè, cuối cùng vậy. Cũng là cái gì, không là cái gì nhỉ, cái gì mình làm cái công việc nhớ bao nhiêu món mà nó bán xịn nè. Giờ mình sẽ test cái lượng hơi của mọi người. Mình sẽ canh lại cái hơi luôn. Tại cái nền gelé mình chưa canh hơi. Giờ đây cho nó bơm đi mọi người. Đây mình nghe tiếng máy này. Mình không biết nghe tiếng máy này. Nó tôi rất là êm. Tại vì cái lóc máy lạnh thì nó sẽ êm. Cách lạnh sẽ êm êm như đó. Em ru luôn. Vẫn hơi lâu. Nãy chưa lên ký nữa. Đây nè, chưa lên ký nữa. Nhích thử cái này nhé. Hơi thì dính không, hơi giật luôn. Nè, mình đang qua đâu đây, qua đây coi nè. Cái nhảy cái này nè, nhảy cái này nè. Cái này mà ví dụ mà bơm cứ hơi nó nặng rồi đó, nó lên ký rồi đó, đồng hồ lên nè, là nó ví dụ đồng hồ lên á thì nó cái này nó nhẹ lắm. Chỗ này nè, cây sắt này nè, nó nâng cái nồi lò xoay lên nó nhẹ, rất là nhẹ, nó nhẹ nhàng, là chưa lên ký luôn, hơi yếu. Mình sẽ đợi cho nó lên khoảng 20 ký này bát. Tại vì số ký 10 là hơi bị quá cỡ rồi. Thời đó tới 100 điểm 2 rồi. Cũng được nhiều nhiêu ký. Bồ nãy giờ nghe như thổi bụi lắm ấy. Thử cái lên đây sẽ thả hơi nhiều. Rất là ít. Không nhích luôn, không nhích cả. Em muốn mấy số ký cũng dễ đó. Tí mình quên nữa. Hồi đây mình bơm ký xong đi, rồi mình sẽ lấy một cái bình xịt, xịt bình xịt nước hơi sương bơm trong cái góc này không bị xì đó, đảm bảo an toàn, không bị xì hơi. Đây mọi người không có hơi, không thấy xì mọi người. Mình xịt nãy giờ muốn bấy nhảy như này luôn, không thấy xì hơi. Là mình nghĩ chắc nó cũng kính rồi mọi người. Ôi chắc kính mọi người, không sao đâu, kính rồi. Ok mọi người, đồng hồ nó chưa nhảy ký, nhưng mà mình ở đây đồng hồ này nhảy ký rồi. Đây đồng hồ này chỉ có tối đa là chỉ có 18 cân thôi. Này, km khối trên này là tối đa 18 cân. Đấy. Mà bây giờ là mình thấy là chưa hết, hết rồi nhỉ, hết linh kia là 1 ký mọi người. Đây. Đồng hồ chưa nhảy nha, cái nồi nó chưa nhảy, đồng hồ nhảy rồi. Đúng cái gì? 2 ký. Đường 2 ký. Đó. Đã ra. Rồi. Đợi cho lên tí mọi người, cái nồi mình không biết có bị liệt không nữa. Sao đồng hồ bị liệt? Ở đây á, thì nó nhảy lên 9 cân rồi mọi người. Hay. Tám cân mấy gần 9 cân. Mình thấy hơi dội dội tí xíu rồi. Tống mình rồi mọi người. Nó phình như ống bầu luôn rồi. Bây giờ hơi hoang mang. Bây giờ sao ta? Bơm nữa hay là dừng lại? Giống bị gì ta? Cái này chắc mình đổi đồng hồ quá mọi người ơi. Mình đừng phải đổi đồng hồ rồi. Thôi mọi người, nói chung mình làm để làm thành công, mà cái đồng hồ nó không nhảy mình cũng bó tay. Mình nén được thành công luôn, cái đồng hồ nó không nhảy mình bó tay. Chắc mình sẽ thay đổi đồng hồ đúng quá. Cái đồng hồ cũ mình thì nó nhảy. Nhảy lên tới mức 50 luôn.
đây mọi người, cái đồng hồ mọi người, tại mình không biết coi app nó làm sao mình không dám gắn vô. Đây nó nhảy lên 50 luôn đó. Mình giờ mình không biết coi app nó làm sao mình cũng không dám xử lý gì. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không biết là sao. Một người là sao. Thôi thì vô. Không biết coi hay không nha con như sao. Nói gì cậu. Cứng như người ta. À thì ra vậy. Đơn giản quá mọi người. Trong này nó có một ống đồng vậy thôi. Kim mình sẽ xuyên được. Là hỏng rồi, kim nhảy tới đây nè. Tới đây là mình thấy nó hơi cao rồi, miếng bơm nữa. Ai mà rành về đồng hồ thì chia sẻ cho mình biết nha. Chứ mình thua rồi đó. Thấy nó rắc rối quá, mình không biết về đồng hồ. Chắc mình sẽ tháo đồng hồ này, mình sẽ lắp cái đồng hồ đó. Hợp lý. Quá hợp lý. Lắp đó cho nó gọn gọn. Đó đã thay xong rồi. Do là mình sẽ tính dán đồng hồ thẳng luôn mà nó dướng bị dướng cái sắt đi. Thì mình sẽ không có gắn hồ thẳng luôn, mình sẽ gắn hồ sợi dây. Thế như mọi người đang thấy hiện tại là một cái dây vàng. Màu vàng sập đỏ sập xanh. Nhờ xuống đây có một miếng rồi. Thấy không mọi người? Đó. Xuống con vạch ngọt xíu. Ok mọi người.